Nghị quyết số 76 của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển liêm chính, phục vụ nhân dân. Bám sát chủ trương này, thời gian qua thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Để người dân kịp thời nắm thông tin về hoạt động cải cách hành chính, hiện nay các phường trên địa bàn thành phố đều đã đăng tải bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của phường lên trang thông tin điện tử của mỗi phường. Phát huy tối đa các ưu thế của mạng xã hội, trang thông tin chính quyền điện tử trên nền tảng Zalo của các phường cũng nhận được sự quan tâm của người dân. Mọi thủ tục từ tra cứu hồ sơ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến đăng ký tài khoản công dân điện tử đều được tích hợp đầy đủ. Có sự cộng tác giúp đỡ của các cán bộ ở văn phòng chỉ dẫn phương pháp để mà vào cái Zalo để mà cập nhật các thông tin và những cái thông tin tôi cần thiết rất là nhanh, cho chóng và gọn gàng. Là khi mà người dân đánh câu hỏi lên trang thông tin điện tử qua Zalo thì Ủy ban nhân dân phường có cán bộ phụ trách sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là giải quyết các kiến nghị bức xúc của người dân tại khu dân cư. Thời gian qua, các mô hình cải cách hành chính đạt hiệu quả đã được nhân rộng tại nhiều địa phương như ngày thứ tư không hạn. Vào ngày này, bộ phận tiếp nhận một cửa của phường sẽ tăng cường nhân lực để giải quyết hồ sơ cho người dân. Hai thủ tục hành chính được hỗ trợ lấy ngay trong ngày là thủ tục trích lục hộ tịch và thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Hay với mô hình ngày thứ bảy tình nguyện, người dân đến giao dịch ngoài giờ hành chính sẽ được các đoàn viên thanh niên thực hiện đăng ký tài khoản công dân điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đánh giá chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công. Gần đây, các tổ hỗ trợ công dân lưu động trong công tác cải cách hành chính cũng được nhiều địa phương triển khai. Làm ở đây thì tôi thấy một sự tiện ích cho người dân, bớt tốn kém thời gian để đi đến phường. Thứ nhất là tiện ích cho mình, cái điểm thứ nhất là để mình cài đặt vô có gì đó là mình điện nhắn lên mình báo, sau đó mình lên rút gọn cái thời gian là cho mình làm sẻ mình lên mình lấy. Cử cán bộ công chức phụ trách các cái lĩnh vực về tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho công dân xuống địa bàn từng khu dân cư, từng tổ dân phố xuống thì thành lập thành hai tổ, một tổ ngồi tại nhà sinh hoạt và một tổ là đi đến từng hộ gia đình. Việc đổi mới cách làm, thay đổi tư duy từ cấp cơ sở được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nền hành chính công trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có công văn yêu cầu các cấp ngành cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Các đơn vị địa phương nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, bước trung gian không cần thiết, các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá xét duyệt. Các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị cũng phải cắt giảm. Đồng thời, các ngành địa phương nghiên cứu đề xuất giải pháp xã hội hóa các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện.